Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Thắng đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang của Metro Exodus, hay là còn gọi là cái series lang thang của chúng ta. Rồi. Ê, quên. Thì ở ngoài đang có mưa các bạn. Mà mưa ở ngoài thì nó bị nhiễm phóng xạ các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình phải cẩn thận. Mình không biết là mình nên đi đường nào nữa. Ok. Kế bên hướng này có một cái dấu chấm hỏi. Để mình tìm đường mình đi qua bên đó coi. Cái dấu chấm hỏi đó là cái nồi gì? Đây. Dấu chấm hỏi ơi. Mày ở đâu? Nghe tiếng chửi. Đây, trong đây. Hello. Mà biết trong này rồi, chỗ này cái ông này ông nói sầm sàm không à. Chắc là mình sẽ cắt cái đoạn này các bạn ơi. Nói nhiều khi ông nói nhiều lắm. Nghe cũng không biết gì ha. Coi nhiều khi nó chán. Ủa cái gì? Oh. Rồi các bạn ơi, sau một cái cuộc nói chuyện thì ông nói cái mật khẩu của cái gì đó là 1234, một cái mật khẩu vô cùng bảo mật. Ở ngoài này ông nướng cái con gì nữa nè các bạn. Ông nướng cái con quái vật đột biến chuẩn bị ăn rồi đó. Ra ngoài này không được rồi. Các bạn thấy mật khẩu của ông khó không? 1234 phải đáy. Nhưng mà mật khẩu đó để mở cái gì? Ở đây có cái cửa nào mở được đâu. Cũng không có cái két sắt nữa. Thôi đi thôi. Đi ra khỏi chỗ này. Giọt. Điểm tiếp theo. Đi về hướng này. Ok. Đây. Oh my god. Đông thế. Oh shit. Có mìn. Chỗ này mìn hơi bị nhiều ha. Để mình bắn tỉa mấy con này coi. What the hell. Đạn đã hiếm rồi mà còn bắn hụt nữa. Một con. Trời má, mỗi lần bắn phải nhấp lắp đạn khổ ghê các bạn. Mấy chỗ này nguy hiểm nè nha. Mấy chỗ này có mìn đó. Mìn nó để rất là đỉnh cao luôn các bạn. Để lẫn vô trong mấy cái rác. Đâu vậy? Nghe tiếng kêu rồi đó nha. Que. Lo nhìn dưới đất không mà không có để ý mìn nữa. Ý lộn, không có để ý mấy con quái vật. Nó nhìn dưới đất tìm mìn đó các bạn. Qua này thôi. Ê. Thấy ghê chưa? Nó để trong bụi cỏ các bạn. À đây à, thấy một cái rồi. Tháo mày luôn. Đây có một cái nè. À. Bọn này đặc biệt ghê lắm các bạn, nó để lẫn vô trong mấy cái rác trên mặt đất á. Nó để kế nhau để mình không có phân biệt được. À! Thấy chưa? Rồi, tôi khôn rồi, tôi không ngu nữa. Yeah, ta thông minh rồi, ta không ngu nữa. Đây, một trái. Hai trái. Đây. Ba trái nè. Bốn trái nè. Năm trái nè. Đó. Sáu trái nè. Đó. Ghê chưa? Chúng ta phải chết nhiều chúng ta mới khôn được. Đấy. Còn nữa nha. Phía trước có hai ba quả nữa kìa. Đây. Trời ơi. Không biết bao nhiêu rồi. Không biết đếm tới số mấy rồi đó.
Oh my god. Thật ra nãy giờ mình chết 3-4 lần các bạn. Đi mò đường rồi đạp mìn chết không à. Rồi xong rồi. Bây giờ thì ủa, cái gì? Con gì cắn tôi vậy? Dưới nước à? Tôm, tôm. Lũ lên. Lũ tôm ngu si đằng độn. Còn hướng nào ta? Còn một bí mật hướng này nè. Bên đó có đường đi sao? Ok ok ok. Nó chỉ vô trong đây nè các bạn. Nãy giờ mình đi ở ngoài kia là sai rồi đó. Nó chỉ vô trong đây nè. Rồi. Trong đây chắc có cái két sắt gì đây. Phải không? Nãy tay hồi nãy ông kia cho mình cái mã số các bạn để mình mở két sắt á. Chui vô. Hello. Từ từ thôi. Đồ trong đây nhiều lắm đó. Very good. Wow. Hello. Có gì hết trơn vậy? Wow. Ủa tôi đạp lên cái gì vậy ta? Oh. Oh. Ba cái đồ linh tinh không à, nguyên liệu không à các bạn, không có cái gì két sắt gì hết trơn á. À đây 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 đây. Open sesame. Đây rồi. Here are the documents the brothers asked for. Rồi, mình sẽ đem cái này tới cho cái ông ở trong kia ha. Cái ông mà ngồi trong cái chiếc xe, trong cái nhà, trông hơi bị kỳ lạ luôn á. Open sesame. Yeah. Đây, hai người này đây. Trời ơi. Hai anh em này không bình thường nha các bạn. Hai người này là hai anh em. Một ông là ông này nè, trong cái tập trước là mình gặp ở chỗ ông ở trong cái chiếc tàu. Đức nói sầm sàm. Ông này ngồi trong cái nhà kho xe. Cũng nói sầm sàm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái tập hồ sơ cho hai anh em này. Read what's written there and don't try to fool me. Không biết viết cái gì, không biết trong đó viết cái gì hả các bạn. You see, sole proprietor. Wait a minute. Papai. Tukina Angela Ivanovna. Damn. So it was Angela who kicked us both out. That snake. Để coi hai người này nói cái gì. Khúc cuối ông có cho mình cái gì không? To think I hated my brother because of her. Brother! Brother! Forgive me, brother. You forgive me? How could I treat you like that? I was no better. I believe that. I should have known. I should have. She told me lies about you. I should have known. It's all in the past. Now it's going to be all right. We will rebuild. We'll bring it look. All back, brother. From scratch, like back then. I guess brother, I'll be going. I have a brother again. Me too. Like I always had. To think I doubted you. I'm sorry. No matter. Everything will be just. Thôi tôi đi đây. Trời ơi hai cha.
Tôi lại hai cha luôn á. Mệt mỏi ghê á, đường thì dài mà gặp hai ông nội gì nữa. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Nữa là gặp cái bọn này nữa rồi. Khốn kiếp. Chạy kìa, nó thấy đồng bọn nó chết nhiều quá, nó sợ nó chạy rồi. Không còn hổ báo như hồi lần nữa. Chỗ này mình cũng dọn sạch mẹ cái mấy cái mệt này. Ồ. Con men. Tuy nhiên nó không có nằm trên cái đường chính. Rồi chúng ta vô đây nha. Oh shit. Hai cái ông khùng điên đó làm mình tốn thời gian ghê. Trong nhà này không biết có người không trời. Hello. Đây, cái thằng chế mìn nó chế trong đây nè các bạn. Đây là cái quả mìn của nó đây. Nó chế mìn nó đặt ngoài đó là mình chết hết mấy lần. Mẹ kiếp. Tao mà gặp thằng nào chế là tao bắn chết luôn á. Nào. Nó còn gài trong đây nữa chứ, khốn kiếp. Ồ. Ok. Đây có mìn đó nè. Má ơi búp bê nè, trời ơi. Đứa nào chơi búp bê? Đứa nào? Mở cửa này thử xem. Một căn phòng. Wow, gì đây? Ồ, nó có cái lồng gì nè. Rồi mình sẽ độ chế cái này lại. Đây rồi. Quá tiện luôn các bạn ơi. Nồng gì đây? Cho sức mạnh mạnh hơn. Mà hình như là gắn cái đồng này là hình như là bắn tự động không được nha. Bắn nhấp á. Nhưng mà nó sẽ rất là mạnh. Rồi ok. Rồi chế súng xong rồi. Đi thôi. Could be of use. Đánh đàn. Có mấy đoạn đánh tàu hoài trời. Có một giai điệu đó mà lần nào mình gặp chiếc đàn mình nó cũng đánh kiểu này. Trong đây có lẽ là có người đó. Đấy, tụi bandit các bạn ơi, bandit là lũ cướp đó các bạn. Chắc lấy súng lục ra xử tụi nó. Ôi, nó treo bẫy. Treo bẫy tạo ra âm thanh. Ok. Phải cẩn thận mới được. Chắc mình sẽ cố gắng giết lén tụi nó ha. Looks like that was just me again. We can turn milk and stuff too. I'm talking a lot cheaper than burning gas. Even use them as dark, but... Ủa, có hàng nào ở đây đâu? Lên lầu thôi. Hey, guys, what is it down there? Huh? What's that in the past, people? That's my three. I'll go check what's going on. Đấy, đánh lạc hướng. Yeah. AK nè. Ôi cái AK nhìn ngon vãi nhưng mà lấy cái đó thì không. Kiểu như nó lấy cái đó thì nó sẽ bỏ cây súng lục để nó lấy cây dài, mà cây súng dài đó thì nó dùng hai lô đạn, chung lô đạn với cây này nè. Với cây mình đang cầm á thì đâu có cần đâu. Tự nhiên hai cái súng xài chung loại đạn thì công dụng nó là gì nữa. Oh. Ở trên có một thằng.
Đúng rồi, nhảy bên kia đi. Tao ném đằng sau lưng mày mà. Đúng rồi. Yeah. Chết bà không. Bị phát hiện rồi. Xử mày luôn. Bị phát hiện rồi các bạn ơi, chơi luôn. Do pha đó mình ngắm ẩu quá, bắn hụt. Tức thiệt. Có đồ. Ok, để mở cái cửa này là phải làm gì đây nè, mình quên rồi. Chắc mình sẽ lên bàn mình coi ha. Nó có hướng dẫn. Giảm lạ hả con? Dưới có hàng nào không? Đâu vậy? What the fuck? Ở trong nhà. Mày nấp hả? Ôi! Mày nấp nè. Phát chết luôn. Súng này mạnh ghê ta. Mình gắn thêm cái nòng này vô quá mạnh luôn các bạn. Nó mạnh như cái bắn tỉa luôn á. Rồi leo lên thôi. Coi cái xác không, cái thằng bắn tỉa trên đây hồi nãy bị mình bắn á, cái súng của nó như thế nào. Chết bà không, mất tiêu cái súng luôn rồi. Lỡ như cái súng của nó có băng đạn ngon thì sao? Mình đang cần băng đạn cho cái súng nhắm. Thôi xong luôn. Thôi. Ồ, đầu hàng rồi nè. Này thì đầu hàng này. Đầu hàng quăng súng hả con? Mày phải xỉu thì tao mới lụm đồ của mày được chứ. Mình không giết đâu nha. Thấy không? Thấy mình tốt không? Không giết người bừa bãi. Đây. Đây là súng ngắm của nó đây, nhưng mà không có băng đạn rồi. Rồi. Mở này để mình lấy tàu mình đi đó. Trong mấy cái lồng này có con quái vật nè, đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng mở cái cửa này bằng cách giải mã cái mật mã này. Phải không ta? Mình cũng không biết nữa. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ mở như sau. Mình sẽ đánh dấu 1, 2, 3 ha. Bây giờ mình sẽ đánh là 3 1, 2. Đó. 1 2. Đó. Cửa mở được rồi đó. Rồi, vô lấy hàng thôi. Trời ơi, cái súng nè. Lấy liền. Quá ngon luôn, nhức nách luôn má ơi. Mất hồn. Ủa cái nòng súng gì ngộ ta? Để coi coi. Full auto. Băng đạn nhiều, 16 viên. Không có giảm thanh nữa nha.
Nếu như muốn giảm thanh thì mình phải tháo cái nòng ra, đổi nòng khác vô. Oh yeah. Oh yeah. Rồi mình lấy được cái đồ gì đó ta, để mình mặc vô coi. Rồi chúng ta lái thuyền đi thôi các bạn ơi. Wow, đi vô một cái đoạn khá là âm u ha các bạn. Rất là nhiều mây. Ồ, không phải đâu, cái này là sương mù các bạn ơi. Khói độc. Tại vì mình phải đeo mặt nạ. Ơi mấy cái này. Oh shit, mấy con này xuất hiện rồi. Ui da, khỏe lắm. Lỡ mày. Trốn kỹ vậy. Gặp mình nó sợ các bạn, nó đi luôn à. Không dám lú đầu lên luôn kìa. Tối quá các bạn ơi. Wow. Lấy được đồ rồi. Rồi xoay cái này. Mình không biết xoay cái này là được cái gì nữa. Dưới độc lắm kìa. Lên đây. Nó đang chờ mình đó các bạn. Mình lơ là nó trồi lên, nó phun chất độc vô mình liền. Mẹ mấy con này ghê lắm. Ồ, mở cái này nữa nè. Rồi có đèn. À. Rồi đi được rồi là các bạn ơi. Ai. Rồi ok các bạn, có lẽ là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Tiếp sau, tập sau mình sẽ tiếp tục ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo.